Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của dự báo thời tiết VTV. Hôm nay Hoa Quỳnh sẽ đồng hành với các bạn để dự báo thời tiết cho cả nước trong dịp cuối tuần này cũng như là những thông tin đáng chú ý về đợt không khí lạnh sắp tới ở miền Bắc nhé các bạn nhé. Hãy vào thật nhiều và tương tác với livestream này nào. Hiện tại thì Hoa Quỳnh mới nhìn thấy có khoảng 100 bạn thôi. Xin chào bạn Hoa Hồng ạ, Nguyễn Dũng, xin chào bạn Thảo. Các bạn khán giả đầu tiên của livestream. Vũ Huy Minh ạ, Hiện Bùi ạ, xin chào bạn ạ. Con số tương tác với livestream này lên khoảng là 600 bạn rồi. Và bây giờ Hoa Quỳnh sẽ gửi tới các bạn những thông tin mà đáng chú ý nhất trong đợt tới này. Đó là khoảng đêm ngày Chủ nhật thì có một đợt không khí lạnh khá mạnh sẽ tràn xuống và ảnh hưởng tới thời tiết ở miền Bắc của nước ta nhé các bạn nhé. Và trời sẽ chuyển mưa, chuyển rét trong 2 ngày, đó là ngày thứ 2 và ngày thứ 3 của tuần sau. Về nhiệt độ của đợt không khí lạnh này thì khả năng là nhiệt độ ban ngày sẽ xuống dưới mức là 19-20 độ đối với các tỉnh thành ở khu vực miền Bắc. Và ban đêm thì nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng là 16-19 độ thôi ạ. Thậm chí là ở vùng núi thì có nơi là dưới 16 độ. Vì vậy các bạn nên ngay bây giờ hãy chuẩn bị áo khoác ấm cũng như là các vật dụng giữ ấm cho cơ thể nhá, bởi vì sắp tới này thì đợt không khí lạnh xuống sẽ làm chuyển biến thời tiết đấy ạ. Hiện tại thì ở thủ đô Hà Nội cũng như là toàn miền Bắc nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng là tầm 27 đến 29 độ, thậm chí là có nơi còn 30 độ. Nhưng mà đến thứ hai, thứ ba tuần tới này thì nhiệt độ sẽ giảm xuống, cao nhất ngày chỉ còn khoảng là 19 đến 23 độ thôi, và nhiệt độ giảm đến gần cả chục độ so với thời điểm hiện tại đấy ạ. Đó là những thông tin đáng chú ý về đợt không khí lạnh sắp tới sẽ ảnh hưởng tới thời tiết ở miền Bắc của nước ta. Còn về 2 ngày cuối tuần thì miền Bắc sẽ vẫn duy trì cái tiết trời nắng ấm như những ngày này nhé các bạn nhé. Và buổi sáng thì có một chút sương mù gây ảnh hưởng đến tầm nhìn cũng như là chất lượng không khí ở các đô thị lớn. Nhưng trưa chiều thì trời sẽ lại chuyển nắng và nắng cũng khá hanh một chút. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng là 27 đến 30 độ trong 2 ngày tối cuối tuần này ạ. Với miền Trung thì trong 2 ngày cuối tuần sẽ tiếp tục là nắng ráo, nền nhiệt ít thay đổi và nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khu vực miền Trung sẽ là 28 đến 31 độ. Tây Nguyên thì cũng nắng nhiều trong ngày mai, nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên dao động là 30 đến 32 độ. Và riêng với Lâm Đồng thì khả năng là chiều tối mai sẽ có mưa dông nhé các bạn nhé. Với khu vực Nam Bộ thì dự báo là đến chiều mai những cơn mưa sẽ quay trở lại với khu vực Nam Bộ tương tự như ngày hôm nay ạ. Và dự báo là những nơi mà tập trung có thể là có mưa vừa mưa to sẽ là ở khu vực Bình Phước hay là ở Kiên Giang, Cà Mau. Còn những nơi khác thì khả năng là cũng có mưa nhưng mà với lượng không quá lớn. Còn ban ngày từ sáng cho đến trưa ở khu vực Nam Bộ sẽ vẫn duy trì là tiết trời có nắng nhé các bạn nhé. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực Nam Bộ cũng như là thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động trong khoảng là 31 cho đến 33 độ. Có một bạn khán giả hỏi thời tiết ở khu vực Sapa, chắc bạn có dự định đến Sapa du lịch. Bạn Ami Hobby dự báo là ở khu vực Sapa trong 2 ngày cuối tuần sẽ vẫn là tiết trời nắng ráo, thuận lợi cho hành trình du lịch nhé các bạn nhé. Và nhiệt độ tại Sapa thấp nhất là 13 độ và cao nhất ban ngày khoảng là 22 độ. 13 độ thì trời sẽ rét sâu về đêm và sáng sớm, vì vậy bạn hãy chuẩn bị những cái vật dụng giữ ấm khi mà có kế hoạch du lịch đến đây nhé bạn nhé. Bạn Dương Văn Tới có hỏi Hà Nội lạnh trong mấy ngày. Dự báo là sắp tới này thì ngày thứ hai, thứ ba tuần tới nhiệt độ của thủ đô Hà Nội sẽ xuống cao nhất chỉ khoảng là 19 đến 23 độ thôi bạn nhé. Trong 2 ngày đó và sau đó thì trời sẽ chuyển nắng và nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần. Bạn Hoa Hồng có gai có hỏi thời tiết ở Thanh Hóa gì cuối tuần có mưa rét không? Bạn ơi, dự báo là cuối tuần thì ở khu vực Thanh Hóa vẫn sẽ duy trì là tiết trời nắng nhiều nhé bạn nhé. Phải sang đến đầu tuần tới này thì khả năng khu vực Thanh Hóa cũng sẽ là có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ tại Thanh Hóa ngay trong ngày mai cao nhất ngày mai sẽ là 29 độ bạn nhé, trời vẫn sẽ có nắng.
Bạn Sa Thu Hường có hỏi thời tiết ở Yên Bái. Khả năng là Yên Bái phải sang tuần mới trời mới chuyển lạnh nhé bạn nhé. Còn trong 2 ngày cuối tuần thì ở Yên Bái sẽ vẫn duy trì cái mức nhiệt là trời sẽ có nắng và mức nhiệt cao nhất ở Yên Bái sẽ là 29 độ ạ trong 2 ngày cuối tuần. Bạn Trương Văn có hỏi thời tiết ở Hà Nam. Dự báo là ở Hà Nam ngày mai sẽ vẫn duy trì là tiết trời nắng ráo và nhiệt độ cao nhất ở đây khoảng là 29 độ ạ. Bạn Minh Phi Thi thì có hỏi là miền Trung có bão nữa không? Dự báo là trước mắt thì khu vực miền Trung cũng như là khắp cả nước không chịu tác động, hay là trong thời gian sắp tới thì sẽ không chịu tác động của những cơn bão như bạn nhé. Còn từ giờ cho đến hết mùa bão cho đến hết năm thì khả năng là còn 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới nữa, nhưng mà trước mắt thì thông tin dự báo gần thì bên trung tâm dự báo thời tiết vẫn nhận định rằng là chưa có những cái dự báo thông tin cụ thể về ảnh hưởng của những cái đợt áp thấp nhiệt đới cũng như là bão sắp tới nhé bạn nhé. Sàng. Bạn Hà Chi có hỏi thời tiết ở miền Bắc như thế nào? Không biết bạn hỏi thời tiết cụ thể ở tỉnh thành nào, nhưng Hoa Quỳnh dự báo là 2 ngày cuối tuần ở miền Bắc thì trời vẫn sẽ có nắng và nhiệt độ khá là cao, trong khoảng là 27 cho đến 30 độ nhé bạn nhé. Còn sang đến tuần sau, tức là thứ hai, thứ ba thì khả năng là sẽ chịu tác động của không khí lạnh và trời vừa có mưa, nhiệt độ sẽ giảm, cao nhất ngày chỉ khoảng là 19 cho đến 23 độ. Bạn Trần Duy Đạt có hỏi là thủ đô Hà Nội chủ nhật có mưa không? Dự báo là trong ngày chủ nhật ở thủ đô Hà Nội thì trời vẫn sẽ có nắng nhé bạn nhé. Và nhiệt độ cao nhất ở đây vẫn trong khoảng là tầm 28 đến 29 độ. Phải đến đêm chủ nhật thì không khí lạnh mới về và khả năng là mới về đến khu vực vùng núi, thì khả năng là sang đến ngày thứ hai thì thời tiết Hà Nội mới thay đổi do có mưa tác động của không khí lạnh nhé bạn nhé. Bạn Kim Chi cũng cùng câu hỏi là thủ đô Hà Nội thì có mưa do không khí lạnh không? Và khả năng là đến ngày thứ hai thì thủ đô Hà Nội mới có mưa do tác động của không khí lạnh nhé bạn nhé. Còn trong ngày thứ bảy và chủ nhật thì trời vẫn tạnh ráo và có nắng, tương tự như ngày hôm nay. Và thời tiết vẫn khá là đẹp, rất là thích hợp cho chúng ta chuẩn bị lên kế hoạch vui chơi trong dịp cuối tuần này, cả thứ bảy và chủ nhật. Nhất là ở khu vực miền Bắc thì đang có những ngày thời tiết rất là đẹp, trời không lạnh quá, không nóng quá mà nhiệt độ rất là vừa phải, cộng với nắng vàng nữa thì rất là thích hợp cho chúng ta đi chơi dịp cuối tuần hay là chụp lại, ghi lại những bức ảnh rất là đẹp với loài hoa cúc họa mi cũng đã bắt đầu xuất hiện ở thủ đô Hà Nội rồi đấy ạ. Và loài hoa cúc họa mi này thì còn đặc biệt ở điểm là loài hoa báo đông. Vậy thì thủ đô Hà Nội cũng như là toàn miền Bắc sẽ sắp đón chờ cái tiết trời mùa đông, trời chuyển lạnh rồi đấy ạ. Vì vậy hãy tranh thủ dịp cuối tuần này thời tiết đẹp đi chơi nhé các bạn nhé. Bạn Bảo Phúc ạ, có hỏi thời tiết ở Nha Trang. Dự báo là ở khu vực Nha Trang. Hoa Quỳnh xem một chút. Ở khu vực Nha Trang thì vẫn sẽ duy trì cái tiết trời là không mưa nhé bạn nhé. Và khả năng là chiều tối mai thì mưa rào mới có thể xuất hiện thoáng qua thôi ạ. Và nhiệt độ thấp nhất ở đây sẽ là 25 độ và cao nhất ngày mai sẽ khoảng là 29 độ nhé bạn nhé. Bạn Ngọc Bích có hỏi thời tiết ở Quảng Trị. Dự báo là ở khu vực Quảng Trị sẽ duy trì cái tiết trời là đêm không có mưa và ngày mai trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở đây sẽ là 24 độ và cao nhất ngày mai là 29 độ nhé bạn nhé. Bạn Thảo My có hỏi Lâm Đồng. Dự báo là Lâm Đồng từ sáng đến trưa mai thì trời sẽ duy trì là tạnh ráo và khả năng có nắng. Nhưng đến chiều tối mai thì khu vực Lâm Đồng sẽ xuất hiện mưa rào đấy ạ. Về nhiệt độ cụ thể ở Lâm Đồng, thấp nhất trong đêm nay sẽ là 19 độ và cao nhất ngày mai sẽ là 29 độ nhé bạn nhé. Bạn Hữu Thái có hỏi thời tiết ở Bắc Giang ngày mai. Dự báo là ở Bắc Giang ngày mai sẽ vẫn duy trì là tiết trời nắng ráo như bạn nhé, tương tự như ngày hôm nay. Và nhiệt độ cao nhất tại Bắc Giang ngày mai khoảng là 29 độ, nhiệt độ cũng khá là vừa phải, dễ chịu đấy ạ.
Bạn Xuân Đức có hỏi là ở Hải Dương 1-2 ngày tới thì nhiệt độ như thế nào? Ở Hải Dương thì trong 1-2 ngày tới sẽ vẫn duy trì là tiết trời tạnh giáo và có nắng nhé bạn nhé. Về nhiệt độ thì thấp nhất trong đêm và sáng sớm thì khoảng là 23 độ ạ, và cao nhất ban ngày là 28 độ nhé bạn nhé. Bạn Anh Tuấn có hỏi là ở khu vực miền Bắc thì đợt này có mưa không? Như Hoa Quỳnh đã dự báo từ đầu livestream này, đó là khoảng ngày thứ từ đêm chủ nhật đến ngày thứ hai, ngày thứ ba thì khả năng là không khí lạnh xuống và sẽ tác động gây mưa cho khu vực miền Bắc cũng như là giảm nhiệt nhé các bạn nhé. Nhiệt độ cao nhất ngày trong ngày thứ hai và thứ ba đầu tuần tới ở khu vực miền Bắc chỉ khoảng là 19 đến 23 độ thôi, và về đêm thì nhiệt độ còn xuống thấp, đó là thấp nhất ban đêm 19 đến 23 độ, và thậm chí là ở khu vực vùng núi còn chỉ khoảng là 16 độ thôi. Với nhiệt độ như thế này thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng những chiếc áo khoác ấm hay là các vật dụng giữ ấm cho cơ thể rồi ạ. Và khi mà thời tiết thay đổi thì các bạn cũng lưu ý giữ gìn sức khỏe nhé các bạn nhé. Đừng uống nhiều nước lạnh và mặc áo thật ấm khi mà đi ra ngoài, không cẩn thận sẽ bị ốm đấy ạ. Bạn Trần Quyên, một bạn khán giả trẻ của dự báo thời tiết VTV, bạn có hỏi là ở Vĩnh Phúc thì thời tiết như thế nào? Bạn sợ ở đây có mưa. Nếu mà 2 ngày cuối tuần thì dự báo là trời ở Vĩnh Phúc sẽ không mưa nhé bạn nhé. Nhiệt độ cũng sẽ vừa phải, cao nhất ngày khoảng 28 đến 29 độ thì khá là thích hợp cho những cái chuyến du lịch và vui chơi ở đây đấy ạ. Bạn Phạm Dũng hỏi Gia Lai. Dự báo là ở khu vực Gia Lai sẽ duy trì là tiết trời ít mưa nhé bạn nhé. Đêm nay không mưa và ngày mai trời còn có nắng. Nhiệt độ ở đây thấp nhất là 20 độ và cao nhất ngày mai khoảng là 30 độ ạ. Bạn Hoàng Hán hỏi thời tiết ở khu vực Hưng Yên. Hưng Yên ngày mai sẽ duy trì là tiết trời có nắng và nhiệt độ cao nhất ở Hưng Yên ngày mai sẽ khoảng là 29 độ nhé bạn nhé. Bạn Nguyễn Xuân Y Uy, một bạn khán giả ở Đà Nẵng có hỏi thời tiết ở đây và dự báo là ở Đà Nẵng thì cũng sẽ duy trì cái tiết trời là đêm nay không có mưa và ngày mai trời nắng. Nhiệt độ cụ thể tại Đà Nẵng thấp nhất trong đêm sẽ là 25 độ và cao nhất ban ngày khoảng là 29 độ nhé bạn nhé. Bạn Mơ Trần hỏi Nghệ An 2 ngày tới. Dự báo là ở Nghệ An 2 ngày tới trong 2 ngày cuối tuần thì trời sẽ duy trì là không mưa và có nắng. Nhiệt độ cụ thể ở Nghệ An thấp nhất trong đêm và sáng khoảng là 23 độ và cao nhất ban ngày khoảng là 30 độ nhé bạn nhé. Bạn Thảo Lê ạ, bạn có hỏi thời tiết ở thủ đô Hà Nội thì như đầu tiên mà Hoa Quỳnh đã dự báo là thủ đô Hà Nội trong 2 ngày cuối tuần thời tiết sẽ vẫn tạnh giáo và có nắng như ngày hôm nay nhé bạn nhé. Về nhiệt độ thì cao nhất ngày khoảng là 29 độ. Thời tiết rất là đẹp để cho chúng ta đi vui chơi dịp cuối tuần, đi du lịch ở khu vực này, thủ đô Hà Nội hay là toàn miền Bắc thì thời tiết trong 2 ngày cuối tuần cũng khá là đẹp. Như Hoa Quỳnh nhận được thông tin đó là ở khu vực Ba Vì thì đã có loài hoa dã quỳ nở rồi đấy ạ. Và loài hoa này rất là đẹp. Ngoài Cúc Họa Mi ở thủ đô Hà Nội ra thì chúng ta có thể lên Ba Vì để tận hưởng cái không khí trong lành cũng như là chụp lại những cái bức ảnh rất là đẹp với loài hoa dã quỳ. Loài hoa mà đặc trưng trong dịp này ở khu vực Đà Lạt cũng xuất hiện rất là nhiều. Vì vậy dịp cuối tuần mà bạn nào có kế hoạch đi du lịch ở Đà Lạt thì cũng rất là thú vị đấy ạ. Bạn Bích Ngọc Băng Tâm có hỏi thời tiết là không khí lạnh có mạnh không? Vâng, dự báo là đợt này thì không khí lạnh khá là mạnh, được nhận định là một đợt khá là mạnh và sẽ làm giảm nhiệt cho khu vực miền Bắc, cao nhất ngày chỉ còn khoảng là 19 đến 23 độ. Vậy thì nhiệt độ sẽ giảm khá là nhiều, đến gần chục độ so với thời điểm như hiện tại. Hiện tại cao nhất ngày khoảng là 19, 29 đến 30 độ thì đến hôm đấy chỉ còn khoảng là 19 đến 23 độ thôi bạn nhé. Và về đêm thì nhiệt độ còn có thể là xuống dưới mức là 19 đến 23 độ, trời sẽ rét về đêm ạ. Bạn Ngọc Thanh có hỏi thời tiết ở Thừa Thiên Huế. Dự báo ở Thừa Thiên Huế thì sẽ duy trì cái tiết trời là ít mưa. Đêm nay và ngày mai trời đều không mưa và ban ngày trời còn có nắng nhé bạn nhé. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm là 23 độ và cao nhất ngày mai sẽ là 29 độ.
Bạn Trương Thị Thanh Bình có hỏi thời tiết ở Đồng Hới. Đồng Hới thì sẽ duy trì cũng là tiết trời có nắng nhiều vào ngày mai nhé bạn nhé. Nhiệt độ ở Đồng Hới thì thấp nhất trong đêm là 23 độ và cao nhất ban ngày sẽ là 29 độ ạ. Phạm Ngọc Xuân có hỏi thời tiết ở Hải Phòng. Dự báo là ở Hải Phòng cũng sẽ duy trì cái tiết trời là ban ngày trời nắng nhiều. Về đêm thì trời sẽ không mưa nhé bạn nhé. Nhưng mà sáng sớm thì khả năng là xuất hiện sương mù. Về nhiệt độ ở Hải Phòng thì dự báo là thấp nhất trong đêm nay là 23 độ và cao nhất ngày mai sẽ là 28 độ nhé bạn nhé. Bạn anh Dục Nguyễn ạ, một khán giả thân thiết của dự báo thời tiết VTV thì anh có hỏi là thời tiết ở Nam Định. Dự báo là ở Nam Định trong cả thứ bảy và cả chủ nhật thì sẽ duy trì cái tiết trời là ít mưa nắng nhiều. Ban ngày trời có nắng và nhiệt độ cao nhất ở đây trong khoảng là 27 đến 28 độ ạ. Bạn Hưng Kim Cương Cao thì bạn có hỏi là ở VTV còn tuyển biên tập viên nữa hay không? Ở bên dự báo thời tiết của VTV trong đợt vừa rồi thì cũng đã tuyển, có kế hoạch tuyển các bạn biên tập viên mới cho chương trình dự báo thời tiết VTV. Nhưng mà hiện tại thì về nhân sự đã sắp xếp khá là ổn rồi cho nên là chưa có kế hoạch tuyển tiếp nhé bạn nhé. Bạn Dương Liêm ạ, có hỏi thời tiết ở Thái Bình ngày mai như thế nào, có ổn không? Vâng, dự báo là ở Thái Bình thì ngày mai sẽ duy trì cái tiết trời nắng nhiều như ngày hôm nay và thời tiết rất là khô ráo, không có gì bất ổn ạ. Nhiệt độ thì cao nhất trong ngày khoảng là 29 độ nhé bạn nhé. Tuấn Trường có hỏi thời tiết ở Quảng Nam. Vâng, dự báo là Quảng Nam trong những ngày này thì sẽ duy trì cái tiết trời là ít mưa và ban ngày có nắng. Nhiệt độ cụ thể là thấp nhất trong đêm khoảng là 24 độ và cao nhất ban ngày là 30 độ ạ. Bạn Bạch Mã thì hỏi thời tiết ở Hà Tĩnh như thế nào. Ở Hà Tĩnh thì cũng sẽ duy trì cái tiết trời nắng nhiều nhé bạn nhé. Cả ngày mai và ngày chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất ở đây trong khoảng là 30 độ. Cảm giác cũng không quá là nóng, dễ chịu, 29 đến 30 độ thì cảm giác khá là dễ chịu ạ. Vâng, hiện tại thì thời lượng live stream sắp kết thúc rồi. Hoa Quỳnh xin gửi lại các bạn những cái thông tin về đợt không khí lạnh sắp tới. Thì khoảng đêm ngày chủ nhật thì đợt không khí lạnh với cường độ khá là mạnh sẽ di chuyển xuống nước ta và ảnh hưởng tới thời tiết ở khu vực miền Bắc. Sang đến ngày thứ hai và ngày thứ ba thì thời tiết ở khu vực miền Bắc sẽ là có mưa và nhiệt độ giảm nhé các bạn nhé, do ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở khu vực miền Bắc trong ngày thứ hai và thứ ba khoảng là 19 đến 23 độ và ban đêm thì nhiệt độ chỉ còn khoảng là 16 đến 19 độ và khu vực vùng núi thì nhiệt độ thấp nhất còn xuống dưới 16 độ. Vì vậy những cái thông tin này hy vọng là các bạn sẽ nắm được cũng như là chuẩn bị trang phục giữ ấm cho mình cũng như là các biện pháp bảo vệ sức khỏe để tránh bị ảnh hưởng nhé các bạn nhé. Còn bây giờ thì Hoa Quỳnh xin gửi lời chào tới các bạn. Xin chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ.